Chuyên đề quốc phòng toàn dân xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình với các nội dung chính sau đây: phân tin thời sự quân sự quốc phòng của các địa phương đơn vị trong tỉnh, phóng sự thăm lặng chiến sĩ thông tin. Bây giờ mời quý vị và các đồng chí bắt đầu theo dõi. Thiếu tướng Võ Văn Cổ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 cùng đoàn công tác các cơ quan quân khu đã kiểm tra chấp hành điều lệnh, thực hiện chế độ nền nếp chính quy, quản lý và xử lý kỷ luật tại tiểu đoàn 1, trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An. Với nội dung kiểm tra nhận thức về điều lệnh quản lý bộ đội, chức trách, mối quan hệ, lễ tiết tác phong quân nhân, công tác quản lý quân nhân, các văn bản về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, quy định xử lý kỷ luật đối với những hành vi vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, một số nội dung sửa đổi điều lệnh quản lý bộ đội, phần thực hành kiểm tra các động tác điều lệnh đội ngũ từng người không có súng. Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy của các cơ quan đơn vị và khả năng trình độ thực hiện động tác điều lệnh đội ngũ của từng quân nhân. Trong những năm qua, lực lượng vũ trang Long An thường xuyên giáo dục quán triệt và lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm điều lệnh quản lý bộ đội, quân đội nhân dân Việt Nam. Chỉ thị 04 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Các cơ quan địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm điều lệnh, chế độ quy định của quân đội có nếp sống văn hóa, kỷ luật tự giác nghiêm minh. Kết luận sau kiểm tra, Thiếu tướng Võ Văn Cổ đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh từ thực tế kiểm tra đánh giá đúng chất lượng huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy của các cơ quan đơn vị thuộc quyền, đề ra biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác quản lý duy trì kỷ luật trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đại tá Trần Văn Trai, Chỉ huy trưởng, Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang tỉnh đã dự. Trong những năm qua, công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của lực lượng vũ trang tỉnh được cấp ủy chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát chặt chẽ. Các đơn vị đã quán triệt và triển khai kịp thời các chỉ thị, thông tư, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đồng bộ từ tỉnh xuống cơ sở. Các ủy chỉ huy các cấp đều quan tâm quán triệt và giáo dục cho cán bộ chiến sĩ học tập, nâng cao kiến thức về pháp luật. 100% cơ quan đơn vị, huyện thị, thành phố củng cố xây dựng 31 tủ sách pháp luật với hàng trăm đầu sách pháp luật. Hình thức sinh hoạt ngày pháp luật hàng tháng của các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh được duy trì với nội dung đa dạng phong phú như thông tin chuyên đề pháp luật, tuyên truyền pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa, trò chơi pháp luật, giải đáp kiến thức pháp luật. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, báo cáo viên, tuyên truyền viên được kiện toàn đầy đủ, kịp thời triển khai các văn bản pháp luật mới cho cán bộ chiến sĩ thông suốt, làm chuyển biến mạnh mẽ tình hình chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước giữa các đơn vị tiêu biểu như Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Trụ, Cần Duộc, Cần Đước, Tân Hưng. Do vậy, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật và quy định của quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có nhiều chuyển biến tiến bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương của lực lượng vũ trang tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã yêu cầu các cơ quan đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các ủy, người chỉ huy về công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị, thường xuyên quan tâm củng cố, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp, duy trì hoạt động có nền nếp, chú trọng việc kiểm tra sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng động viên kịp thời công tác giáo dục pháp luật của các đơn vị. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An đã tổ chức hội thi cán bộ làm công tác chính sách giỏi trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2016. 18 cán bộ trực tiếp làm công tác chính sách thuộc các địa phương đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã dự. Với nội dung thi, tập trung những nội dung cơ bản, nội dung mới về chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, quy định về chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội và chính sách thôi phục vụ trong quân đội, quy định về chính sách thương binh liệt sĩ, người có công, chính sách hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, quy định mới về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nghiệp vụ công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội,
Tham dự hội thi, các thí sinh đã có nỗ lực cố gắng thực hiện các bài viết bố cục nội dung đầy đủ, rõ ràng, liên hệ, đánh giá sát tình hình thực tiễn và đã đề xuất được những giải pháp để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện ở cơ quan đơn vị trong thời gian tới. Thực hành các bài thi nghiêm túc, chất lượng, nắm chắc nội dung, trả lời đúng đủ các nội dung bài thi. Kết quả hội thi có 100% đạt khá giỏi, trong đó có 88,89% đạt giỏi. Ban tổ chức đã tặng giấy khen giải nhất cho Trung úy Võ Văn Lâm, Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Hưng, giải nhì cho Đại úy Nguyễn Tuấn Đạt, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Hòa, giải ba cho Thiếu tá Đỗ Thanh Tuấn, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Trụ và 5 giải cá nhân khác. Ban tổ chức cũng đã tuyển chọn 3 cán bộ để tổ chức ôn luyện và tham gia dự thi cấp quân khu trong thời gian tới. Thưa quý vị và các đồng chí, trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ thông tin lực lượng vũ trang Long An đã đẩy mạnh phong trào thi đua, thông tin giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Với nhiều nội dung, hình thức phong phú nhằm tập trung nâng cao chất lượng, độ ổn định, tính vững chắc trong bảo đảm thông tin liên lạc, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Thành tích chiến công thầm lặng của chiến sĩ thông tin lực lượng vũ trang Long An sẽ được phản ánh qua phóng sự Thầm lặng chiến sĩ thông tin. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi. Sinh thời, Bác Hồ đã khẳng định vị trí của thông tin liên lạc là việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mạng, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và cho nó đảm bảo thắng lợi. Khắc ghi lời dạy của Bác, trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Thông tin Lực lượng Vũ trang Long An đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong những năm qua, Ban Thông tin Lực lượng Vũ trang Long An đã triển khai toàn diện các mặt công tác chuyên ngành. Trong đó, nổi bật là đã đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nâng cao trình độ toàn diện cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là khả năng tiếp thu, làm chủ các trang bị, khí tài có trong biên chế, cũng như năng lực quản lý điều hành mạng thông tin liên lạc và phương tiện thực hiện thông tin liên lạc là vô tuyến điện, hữu tuyến điện và quân bưu. Để hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện phát triển nhanh của khoa học kỹ thuật, cán bộ chiến sĩ thông tin phải nỗ lực trên tất cả các mặt công tác. Lực lượng thông tin Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An đã tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, đặc biệt chú trọng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin liên lạc trong huấn luyện, diễn tập ở các cấp, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản và huấn luyện theo nhiệm vụ. Mặc dù đơn vị phải huấn luyện nhiều và gặp cũng nhiều khó khăn, nhưng đơn vị luôn bảo đảm thông tin liên lạc suốt 24/24, quản lý nhiều kênh thông tin liên lạc, phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, duy trì thông tin liên lạc từ quân khu đến Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng như đến 15 huyện, thị xã, thành phố. Điểm nổi bật của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ đó là luôn duy trì nghiêm các chế độ bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị khí tài, được đồng thời thường xuyên phân công tổ đội kiểm tra củng cố hệ thống dây cáp thông tin và kịp thời khắc phục sửa chữa, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm thông tin liên lạc. Trên thao trường, các chiến sĩ thông tin lực lượng vũ trang Long An đang miệt mài huấn luyện các khoa mục chuyên ngành thông tin, thực hành huấn luyện sát với tình hình thực tế chiến đấu trên tất cả các địa hình và hình thái chiến thuật, đảm bảo cho người chiến sĩ thông tin giỏi về chuyên môn, thành thạo về chiến thuật chuyên ngành. Bên cạnh đó, lực lượng thông tin luôn chú trọng công tác đảm bảo kỹ thuật. Những năm qua, cùng với sự phát triển chung của hệ thống thông tin liên lạc, đơn vị đã được trang bị một số khí tài mới với các thiết bị kỹ thuật số nhằm nâng cao chất lượng thông tin, đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, chính xác, an toàn. Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh về sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết đảm bảo thông tin thông suốt, không để bị động bất ngờ, lỡ thời cơ, đảm bảo không để sai sót, lọt, chậm thông tin, phục vụ tốt cho chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong tỉnh. Lực lượng Bộ đội Thông tin đã duy trì nghiêm nề nếp chế độ trực ban,
lực lượng thông tin sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng đảm bảo thông tin liên lạc cho công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật trong quá trình canh trực. Bản thân tôi là một chiến sĩ vô tuyến điện, đảm nhiệm công việc tiếp nhận điện và chuyển điện nhanh chóng, kịp thời và chính xác, luôn bám máy, bám đài và xử lý tốt các tình huống đột xuất xảy ra. Vì thế, dù có khó khăn hay là vất vả, thì bản thân tôi nói riêng và cùng các đồng chí, đồng đội hay là chiến sĩ vô tuyến điện hay là chiến sĩ thông tin nói chung thì luôn thực hiện đúng chức trách, chấp hành nghiêm về nề nếp, kỷ luật và vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Trong công tác huấn luyện, luôn chú trọng chất lượng từng nội dung, khoang mục huấn luyện, tính năng kỹ thuật, chiến thuật của các loại máy. Nhờ huấn luyện tốt nên tuyệt đại đa số cán bộ vững chàng về tư tưởng chính trị, 100% chiến sĩ làm chủ phương tiện kỹ thuật, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Trong năm 2016, ngành thông tin lực lượng vũ trang Long An đã đảm bảo tốt thông tin liên lạc, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, chuyển nhận 8.000 bức điện, chuyển tiếp 12.000 cuộc gọi, giao nhận gần 12 tấn thư báo, vận chuyển trên đoạn đường 4.000 km an toàn. Các nội dung huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành thông tin vô tuyến điện, hữu tuyến điện, thông tin vận động được chú trọng. Qua huấn luyện giúp cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác, rèn luyện kỹ thuật chiến thuật, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Nắm vững kỹ thuật chiến thuật, bố trí lực lượng thông tin cấp phân đội, thành thạo các động tác chiến đấu. Đặc biệt, năm 2016, lực lượng thông tin tỉnh tham gia diễn tập đảm bảo thông tin liên lạc. Căn cứ vào kế hoạch hướng dẫn của cấp trên, hàng năm cơ quan đều tham mưu cho Bộ Chỉ huy triển khai các đơn vị huấn luyện chuyên ngành thông tin sát với thực tế của từng đơn vị với phương châm là cơ bản, thiết thực, vững chắc. Qua từng giai đoạn huấn luyện, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ được nâng lên rõ rệt, làm chủ được các phương tiện thông tin hiện đại, nhất là các khí tài mới do Tập đoàn Viễn thông Quân đội sản xuất. Đặc biệt, trong năm 2016, lực lượng thông tin toàn tỉnh tham gia luyện tập bảo đảm thông tin liên lạc cho nhiệm vụ bảo vệ biên giới do quân khu tổ chức và triển khai hệ thống thông tin liên lạc phục vụ diễn tập phòng thủ LA-16 của tỉnh, bảo đảm thông suốt, kịp thời, được chỉ huy lãnh đạo các cấp đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông tin liên lạc giữ vai trò đặc biệt quan trọng để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Mất liên lạc là mất chỉ huy. Vì vậy, lực lượng bộ đội thông tin tỉnh luôn nêu cao quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ như lời dạy của Bác, bảo đảm công tác thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực của từng tổ đài, tiếp chuyển kịp thời, đúng nguyên tắc và thời gian liên lạc. Những kết quả đạt được trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Thông tin Lực lượng Vũ trang tỉnh Long An đã góp phần quan trọng bảo đảm kịp thời thông tin liên lạc cho lãnh đạo chỉ huy các cấp, chủ động nắm tình hình, chỉ huy lực lượng vũ trang ứng phó kịp thời trước mọi tình huống quân sự quốc phòng, bảo vệ tổ quốc cũng như cho công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên các địa bàn trong tỉnh. Và các đồng chí vừa theo dõi chuyên đề quốc phòng toàn dân của lực lượng vũ trang Long An, rất mong nhận được ý kiến đóng góp xây dựng chương trình. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.